Xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mới của thương hiệu Hukan với mã của sản phẩm là HKID750, một cái súng khoan tường chạy bằng điện của thương hiệu Hukan. Thì đây là hình ảnh hộp của sản phẩm. Anh em có thể thấy là hộp của sản phẩm thì làm bằng có cờ Mỹ Technology này. Ngoài ra thì có thông số 220V, 220V và 50Hz, 750W, tốc độ là một là từ 0 cho đến 2800 vòng trên 1 phút. Đấy. Tốc độ 2 là từ 1 đầu khoan là từ 1 cho đến 13mm. Anh em có thể nhìn thấy thông số chưa? Rồi, thì đấy là lời giới thiệu của thương hiệu Hukan. Và không để anh em chờ lâu nữa thì tôi sẽ cầm trên tay sẵn, và tôi đã đấu điện sẵn cái dòng súng khoan điện này cho anh em. Và tôi bây giờ sẽ bóp cò luôn. Con này chạy motor chổi than anh em nhé, của thương hiệu Hukan. Đây, thông số của nhà sản xuất ghi rất rõ, 220V này, 750W, từ 1 cho đến 13mm chắc là đầu kẹp rồi, từ 0 cho đến 2800 vòng trên 1 phút. Và sản phẩm này thì tôi thấy là chạy motor chổi than. Sản phẩm này là một trong những cái hàng do Trung Quốc sản xuất theo công nghệ của Mỹ anh em nhé. Màu chủ đạo là màu cam, rất là chất lượng. Ok đấy, con này êm đấy. Rồi, thì khi mà anh em mua sản phẩm ấy thì nhà sản xuất sẽ tặng cho anh em thêm một cái tay cầm như thế này, để anh em chúng ta dễ dàng sử dụng. Anh em nào không cầm rồi cầm không dùng tay cầm ấy thì chúng ta có thể tháo bỏ thoải mái nhá. Như tôi thì tôi khá là yếu, thành ra là tôi cầm hai tay. Bên này có sang nước búa này anh em này, anh em nhìn thấy không? Có sang nước búa này. Ok. Vậy thì cái con súng khoan tường chạy bằng điện này của thương hiệu Hukan giá như thế nào? Thì đây, tôi đang có một tờ báo giá của thương hiệu Hukan đây. Tôi sẽ review cho anh em xem luôn. Anh em có thể nhìn thấy đây là tờ báo giá của thương hiệu Hukan này. Rồi. Thì mẫu của sản phẩm là ID750, anh em có nhìn thấy không ạ? Đây, đây là ID750 đây. Thì tôi sẽ check luôn. ID750 mũi khoan điện. Điện áp là 220V đây. 220V và 50 cho đến 60Hz. Tiếp đến là đường kính mũi là cao nhất là 13mm. Anh em nhìn thấy chưa? Công suất là 750W, tốc độ không tải là từ 0 cho đến 2800 vòng trên 1 phút. Như vậy là thông số đã rất là khớp rồi. Sản phẩm này 525.000 anh em ạ. Đấy, đấy là báo giá chính hãng của Hukan nhá. Nhiều anh em có lăn tăn là mua đắt hay là mua rẻ, thì hôm nay tôi xin giới thiệu luôn thương hiệu Hukan bên đơn vị máy móc Minh Trí đang phân phối, báo giá chi tiết luôn. Và bên mình sẽ phải bán theo cái giá này, không được phép bán hơn anh em nhé. Bởi vì sao? Đây là giá mà thương hiệu Hukan fix ở trên thị trường rồi, cho nên là giá là chính xác luôn, 525.000. Anh em thấy chưa? Sản phẩm này thì chưa bao gồm tiền ship, là giá bán tại cửa hàng anh em nhé. Rất là chất lượng. Một con súng khoan điện 750W, công nghệ của Mỹ Technology, mà giá chỉ có 525.000 thôi thì tôi thấy là chấp nhận được anh em ạ. Rất là chất lượng, tôi cầm tôi thấy ok. Cá nhân tôi thì không phải là chuyên về những cái dòng súng khoan này, nhưng mà tôi thấy thương hiệu Hukan làm ở thị trường Việt Nam cũng khá là tốt, linh kiện cũng khá là đầy đủ. 525.000 một con súng khoan có motor chổi than, đầu kẹp cao nhất là đầu kẹp 13mm anh em ạ. Quá chất lượng luôn. Thì anh em nào có nhu cầu đam mê cái dòng sản phẩm này, anh em chỉ cần nhấc máy lên và alo cho bên mình thôi. Thì bên mình sẽ ship hàng đến tận nhà cho tất cả anh em xem hàng này, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Đây, thông số của sản phẩm cũng như là hộp của sản phẩm có đầy đủ chi tiết, lời giới thiệu cũng như là có thông tin về của Hukan đây anh em, có công ty rồi liên hạc các thứ đầy đủ luôn. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, sản phẩm đảm bảo có giấy tờ đầy đủ cho anh em để anh em chúng ta sử dụng. Anh em cực kỳ yên tâm nhá. Sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành như theo thương hiệu Hukan là
6 tháng cho đến 1 năm. Thì trong trường hợp nếu mà anh em hỏng ấy thì Hukan luôn luôn có đầy đủ linh kiện cho anh em. Cái đấy là cái điểm cộng. Đấy, Hukan ở thị trường Việt Nam họ sẽ có đầy đủ linh kiện, đầy đủ để phục vụ cho anh em. Từ chổi than cho đến đầu mang danh vân vân, các cái linh kiện bên trong này. Đấy, thì bên mình sẽ có đầy đủ chi tiết cho anh em. Và anh em chỉ phải bỏ ra số tiền là 525.000, giá chưa bao gồm tiền ship, để sở hữu con khoan điện này. Thì với mã của sản phẩm là HK ID 750. Đây, HK ID 750 đây. Anh em chúng ta chỉ cần đọc đúng mã thôi. Và giá chi tiết thì mình đã cập nhật rồi. Đấy, sản phẩm này đến nơi, anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Đấy, nếu đúng như trong quảng cáo thì anh em nhận. Còn nếu như không đúng như trong quảng cáo thì anh em hoàn toàn có thể trả lại cho bên mình. Và không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Đấy, sản phẩm này nhá, bên mình đã review rất chi tiết rồi. Shopee, Sendor, Lazada, anh em có thể đặt hàng qua đó của bên mình. Mình đã để link ngay dưới này rồi. Hoặc là anh em có thể liên lạc qua Zalo, qua website của bên mình. Nếu như các bạn đặt hàng qua Shopee, Sendor, Lazada thì không được phép thử hàng. Đấy là cái chương trình của bên thương mại điện tử họ đề ra như vậy rồi. Còn nếu bạn muốn thử hàng, các bạn có thể đặt hàng qua Zalo, qua website, thì bên mình sẽ cho anh em xem hàng, test hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền, để cho anh em chúng ta yên tâm nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí, thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc, đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.